cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của IBC trong chương trình tin tức tổng hợp. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo đã cho hay, cảnh sát trưởng của quận hạt Uvalde tiểu bang Texas bị sa thải. Hội đồng của trường Uvalde thuộc tiểu bang Texas hôm thứ Tư đã sa thải cảnh sát trưởng của khu học chánh vì đã bị chỉ trích nhiều về vụ xả súng giết chết 19 trẻ em và 2 giáo viên trong thành phố vào 3 tháng trước. Hội đồng quản trị của học khu đã bỏ phiếu sa thải B.D. Arredondo. Ông ta đã nghỉ hành chính không lương ngay sau vụ nổ súng vào ngày 24 tháng 5 và ông không tham dự vào cuộc họp. Một tuyên bố bằng văn bản từ George Hyde, luật sư của ông, đã được gửi qua email cho các thành viên của hội đồng quản trị ngay trước khi hội đồng họp. Email đã trích dẫn những lời đe dọa về cái chết mà Arredondo đã nhận được và sự thiếu nỗ lực của học khu trong việc bảo vệ cho ông ta. Ông đã bị chỉ trích một cách gay gắt về cách giải quyết vụ thảm sát tại trường tiểu học Rupp ở Uvalde, một thị trấn nhỏ ở tiểu bang Texas, Hill County, cách San Antonio khoảng 80 dặm về phía Tây. Cha mẹ của những đứa trẻ bị giết và bị thương trong vụ xả súng chết chóc nhất ở Hoa Kỳ trong gần một thập kỷ đã yêu cầu hội đồng nhà trường sa thải đối với ông Arredondo. Theo Bộ An toàn Công cộng của tiểu bang Texas DBS, ông đóng vai trò chỉ huy sự việc, phụ trách phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật đối với vụ xả súng. Các viên chức của DBS cũng cho biết thêm, 19 cảnh sát đã đợi 1 giờ trong hành lang bên ngoài của các lớp học liên kề cho đến khi một đội chiến thuật do tuần tra biên giới của Hoa Kỳ dẫn đầu cuối cùng đã xâm nhập và giết chết nghi phạm tại nơi đây. Hàng tháng Texas phơi bày dấu vết khủng long 113 triệu năm. Dấu vết khủng long 113 triệu năm lộ ra tại Texas sau khi hạn hán đang diễn ra làm khô cạn những phần con sông. Dấu vết dưới đáy sông Palosi tại Glen Rose, Texas thuộc về loài khủng long tên là Acrocanthosaurus, một loài khủng long ăn thịt nặng 7 tấn, hai chân với những cánh tay nhỏ như tương tự như khủng long bạo chúa Rex nhưng nhỏ hơn. Jeff Davis, giám đốc công viên thung lũng khủng long của tiểu bang, đã nói với Reuters đây là đợt hạn hán tồi tệ. Vì vậy, con sông Palosi chạy qua trung tâm công viên khô cạn để lộ ra dấu vết khủng long không được nhìn thấy trước đây, hoặc những dấu vết chưa được nhìn thấy trong nhiều năm, hoặc đôi khi là hàng thập kỷ. Khủng long tạo ra những dấu vết khi chúng đi lang thang trong những khu vực bùn lầy từ hơn 100 triệu năm về trước. Ông Davis đã nói không lâu sau khi hình thành, chúng bị bao phủ bởi lớp trầm tích vì lũ lụt và biến thành đá vôi và bảo vệ những dấu vết. Sau khi lộ ra, những dấu chân bắt đầu xuống cấp. Theo cơ quan giám sát hạn hán Hoa Kỳ, từ giữa tháng 7, hơn 93% tiểu bang Texas rơi vào tình trạng hạn hán. Tính tới giữa tháng 8, hơn 26% diện tích tiểu bang ở mức cao nhất, đặc trưng bởi tình trạng mất đồng cỏ và hoa màu trên một diện tích rộng và thiếu nước. Hoa Kỳ đã kỷ niệm ngày độc lập của Ukraine bằng gói viện trợ 3 tỷ Mỹ Kim. Tổng thống của Hoa Kỳ Joe Biden đánh dấu ngày độc lập của Ukraine vào hôm 24 tháng 8 bằng gói hỗ trợ an ninh trị giá 3 tỷ Mỹ Kim, gói viện trợ lớn nhất của Washington kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine cách đây nửa năm. Gói viện trợ này có thể phải mất vài tháng hoặc thậm chí vài năm mới đến được Kiev. Loan báo viện trợ được đưa ra trong lúc các quan chức của Hoa Kỳ cảnh báo Nga dường như đang có kế hoạch mở các cuộc tấn công mới trong những ngày tới vào cơ sở hạ tầng dân sự và cơ sở chính phủ của Ukraine. Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ người dân của Ukraine khi họ tiếp tục cuộc chiến bảo vệ chủ quyền của mình. Lời của ông Biden đã nói khi công bố gói viện trợ, ghi nhận lễ kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa cay đắng của Kiev về ngày độc lập thoát khỏi sự thống trị của Liên Xô 31 năm trước. Gói viện trợ mới sử dụng quỹ từ sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, hay còn gọi tắt là USAI, do Quốc hội trích lập để cho phép chính quyền của Joe Biden mua vũ khí từ các ngành công nghiệp, một quá trình có thể mất thời gian, thay vì từ các kho vũ khí hiện có của Hoa Kỳ. Tin tức Việt Nam, nhà báo Phạm Đoan Trang phủ nhận cáo buộc bị tuyên y án 9 năm tù. Trong phiên tòa phúc thẩm kéo dài 3 tiếng đồng hồ ngày 25 tháng 8, Tòa án Hà Nội giữ nguyên mức án 9 năm tù với nhà hoạt động nhân quyền và nhà báo Phạm Đoan Trang với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự cũ. Bà Trang năm nay 44 tuổi bị bắt vào đầu tháng 10 năm 2020, sau đó bị Tòa án Hà Nội kết tội trong phiên sơ thẩm vào cuối tháng 12 năm ngoái. Có 4 luật sư bào chữa cho bà cho biết bà không thừa nhận về tội danh, giữ im lặng trong thời gian xử án. Luật sư nói thêm thân chủ của họ là công dân có ý thức trách nhiệm trước xã hội và cộng đồng, nhà báo chân chính dấn thân lên tiếng về những vấn đề môi trường, bất công, nhân quyền, bảo vệ phẩm giá con người. Những phát biểu việc làm của bà vượt qua khỏi khuôn phép hiện nay nhưng không có nghĩa là hành động không chính đáng và vi phạm pháp luật.
Họ cho rằng việc kết án của tòa Hà Nội trong phiên sơ thẩm là bất công và nên xem xét lại để tuyên vô tội trả tự do ngay tại tòa. Đại diện một số cơ quan ngoại giao nước ngoài của phái đoàn Liên Âu và Đại sứ quán Hoa Kỳ, Cộng hòa Czech, Đức, Thụy Sĩ đến nhưng không được vào phòng xử án cho dù có đơn đề nghị được vào quan sát phiên tòa công khai. Việt Nam đề nghị Tổ chức Khí tượng Thế giới gỡ bỏ bản đồ có đường chín đoạn của Việt Nam. Việt Nam đã yêu cầu Tổ chức Khí tượng Thế giới gỡ bỏ bản đồ có đường đứt khúc chín đoạn mà phía Trung Quốc đã vạch ra để tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, vào ngày 25 tháng 8 đã lên tiếng trong cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội. Bà cho biết, Việt Nam đã nhiều lần bác bỏ cái gọi là đường đứt khúc chín đoạn, cũng như các yêu sách biển trái với các công ước quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Phát biểu lặp lại của bà Lê Thị Thu Hằng được đưa ra sau khi báo giới yêu câu hỏi về vụ này vào ngày 23 tháng 8. Tổ chức Khí tượng của Thế giới đã đăng trên trang Facebook về khí hậu của Trung Quốc và sử dụng bản đồ có đường đứt khúc chín đoạn hay thường được gọi là đường lưỡi bò, bao trọn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nguyên văn của lời bà Hằng được truyền thông Việt Nam dẫn lại. Việt Nam cho rằng mọi hình thức tuyên truyền, quảng bá, đăng tải nội dung, hình ảnh xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông, đã được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 là vô giá trị. Đường đứt khúc chín đoạn mà Trung Quốc tự vạch ra tại Biển Đông bị Philippines kiện ra tòa trọng tài thường trực quốc tế hồi năm 2013. Cho đến tháng 7 năm 2016, tòa đã tuyên án đường đó không có giá trị cả về pháp lý và về mặt lịch sử. Tuy nhiên, Bắc Kinh từ chối không công nhận phán quyết của tòa án. Trái tim của nhà vua Bồ Đào Nha được trưng bày tại cung điện Itamaraty. Trái tim của quốc vương Bồ Đào Nha Dom Pedro đệ nhất đã tuyên bố Brazil độc lập khỏi Bồ Đào Nha 200 năm trước và được mệnh danh là Hoàng đế Brazil, được trưng bày tại Brasilia như một phần của lễ kỷ niệm ngày độc lập. Trái tim được trưng bày trong cung điện Itamaraty, trụ sở Bộ Ngoại giao Brazil với sự bảo vệ nghiêm ngặt, được bảo quản bằng formaldehyde trong một lọ thủy tinh bên trong chiếc lọ vàng. Trái tim đã đến Brazil vào thứ Hai đầu tuần này. Ông Pedro tuyên bố độc lập của Brazil năm 1822 được phong tặng Hoàng đế Brazil khi cha ông là vua Charles đệ lục trở về Bồ Đào Nha tiếp tục phục hồi chế độ quân chủ tại Âu Châu sau thất bại của Napoleon. Mặc dù Pedro trở lại Bồ Đào Nha 9 năm sau đó tuyên bố độc lập vào ngày 7 tháng 9 năm 1822, được nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc Brazil ca ngợi chính là ngày khai sinh của đất nước Brazil. Kính thưa quý vị, và đó cũng là bản tin cuối trong chương trình tin tức tổng hợp cuối ngày của đài truyền hình IBC do sứ ngôn viên Tuyết Nha và Hà Anh thực hiện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị khán thính giả, cũng như các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình, đặc biệt đối với IBC Home Shopping. Với rất nhiều những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình và những người thân yêu, xin mời quý khách hàng liên lạc để biết thêm chi tiết về sản phẩm promotion, chương trình sale đặc biệt hàng ngày qua số điện thoại quen thuộc là 714-892-5717, hoặc quý vị có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com để biết thêm chi tiết. Hà Anh và Tuyết Nha cùng ban tin tức của IBC TV xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị vô lượng an lạc.